Chào các bạn, hôm nay thì mình có nhận được một số câu hỏi cũng như là một số cái yêu cầu trợ giúp cách mà sử dụng công cụ AI để viết giới thiệu những cái thông tin về sản phẩm hoặc là viết bài về sản phẩm, chẳng hạn như là đánh giá sản phẩm hoặc là nói lên những cái ưu điểm, nhược điểm của sản phẩm. Thì dựa vào cái yêu cầu đó của một bạn bên Haravan thì mình sẽ demo cách sử dụng AI Catopy để thực hiện cái việc mà sử dụng AI để viết một cái bài viết giới thiệu sản phẩm và sử dụng AI để viết bài viết đánh giá sản phẩm. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu á thì chúng ta sẽ cùng xem xét. Mình có ví dụ trên website của Haravan Store thì để máy mà viết một cái bài viết về sản phẩm thì chúng ta cần phải hiểu cái đặc tính của sản phẩm. Thông thường một cái sản phẩm nếu mà các bạn chỉ cung cấp cho AI cái tên của sản phẩm thì AI sẽ viết thường là không có chính xác, bởi vì cùng một cái tên sản phẩm nhưng mà shop của bạn có thể bán với cái giá 1 triệu nhưng shop khác cũng có thể bán với giá 1,2 triệu hoặc shop khác cũng chỉ bán với giá là 800 ngàn. Ngoài ra cùng một cái tên sản phẩm nhưng mà cái số lượng, ví dụ như shop của bạn bán 100 chiếc nhưng shop khác chỉ bán 80 chiếc thì nó sẽ gây ra những cái thông tin khác nhau. Và nếu mà chúng ta sử dụng AI để viết ấy, thì nếu mà chúng ta chỉ cung cấp dữ liệu một cách bình thường, chỉ có cung cấp cái từ khóa của sản phẩm á, thì chắc chắn rằng AI sẽ viết thông tin nó không có đúng. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng AI Catopy để viết những cái bài viết giới thiệu về sản phẩm. Thì mình có để mua một cái bài giới thiệu sản phẩm, các bạn có thể nhìn cái thông tin sản phẩm của Haravan cung cấp ở đây ha. Bởi vì cái sản phẩm này nó khá là đặc biệt, nó về một cái sản phẩm nhưng mà nó không phải là một sản phẩm mà nó là một cái 100 sản phẩm, 100 cuộn giấy. Và cái cuộn giấy này có khổ là K80 và phi là 45 mm và cuộn dài 18 m. Thì mình thấy là mỗi bên sẽ có cái giá khác nhau ha. Ví dụ như nếu mình search ở trên Shopee thì giá nó khác, trên Haravan thì giá nó khác. Thì mình sẽ lấy thông tin ở trên Haravan để demo cách sử dụng AI viết ha. Thì để sử dụng công cụ thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản AI Catopy của mình. Sau đó mình sẽ sử dụng tính năng là AI Writer và chọn chế độ viết thông minh. Hôm nay mình sẽ demo cái tính năng là viết cái bài giới thiệu về cái sản phẩm này. Thì mình sẽ lấy cái thông tin của cái sản phẩm ở đây, mình sẽ bỏ vào đây. Rồi, mình sẽ xóa cái này đi, thay bằng dấu gạch đi cho nó dễ nhìn ha. Ngôn ngữ bài viết là tiếng Việt, mình sẽ bấm nút Next. Mình sẽ sử dụng AI để xem cái từ khóa phụ là như thế này. Thì AI đề xuất nó không có chính xác lắm, thì mình sẽ để cái từ khóa phụ vô đây. Rồi, mình sẽ lấy thêm thông tin về giá ha. Đây là những cái thông tin cơ bản về sản phẩm, mình sẽ bỏ vào đây. Thì đây là những cái từ khóa phụ mà giúp cho AI định hình được cái từ khóa chính trong bài. Cái từ khóa chính là cái tiêu đề này. Đây là những cái từ khóa giúp cho AI định vị được cái thông tin sản phẩm một cách chính xác hơn. Sau đó mình sẽ bấm nút Next. Ở cái việc mà xây dựng dàn ấy á, thì mình sẽ sử dụng AI để trợ giúp mình. Thì ở đây có hai cách. Các bạn có thể sử dụng ChatGPT hoặc sử dụng Bard, thì mình sẽ bấm cả hai cho các bạn đọc và so sánh nha.
Đầu tiên mình sẽ sử dụng ChatGPT trước. Rồi, thì đây là cái ChatGPT đề xuất. Thì mình thấy là cái dàn ấy có vẻ nó không được gọi là có tính liên kết lắm. Mình sẽ thử sử dụng ba xem. Rồi, thì mình thấy rằng ba viết có vẻ tốt hơn. Nhưng mà mình cũng cần phải chỉnh lại một chút ha. Rồi, mình sẽ chỉnh lại một chút. Thì các bạn chú ý rằng cái dàn ấy nó sẽ giúp cho cái bài viết của bạn rõ ràng và mạch lạc. AI sẽ theo cái dàn ấy để viết bài ha. Rồi, thì thông thường mình sẽ có là thông tin sản phẩm, đặc điểm nổi bật, mình cũng có thể cần phải bỏ vô đây. Rồi. Mình sẽ bỏ đi ha. Rồi, thì đây là một cái dàn đấy sau khi mình hiệu chỉnh lại. Sau đó thì mình sẽ bấm nút Next. Thì ở đây sẽ yêu cầu AI tiếp tục là viết cái tiêu đề của cái bài viết đó. Thì mình sẽ bấm vào nút I Write để cho AI trợ giúp mình viết ha. Đây, mình có thể sẽ chọn cái tiêu đề này. Rồi, mình bấm nút Next. Thì để cái bài viết mà đúng với cái thông tin sản phẩm của bạn ấy, thì bạn có hai cách. Một là các bạn sẽ chọn cái việc là nhập cái dữ liệu từ URL và AI. Ví dụ trong cái phương án này thì chúng ta sẽ copy thông tin sản phẩm chúng ta dán vô. Thì AI sẽ tiến hành thu thập thông tin sản phẩm. Các bạn có thể coi cái thông tin thu thập được nó ở đây ha. Đây. Đó, đây là thông tin sản phẩm nó thu thập được. Trường hợp thứ hai là thay vì bạn chọn ở đây thì bạn sẽ chọn thẳng ở đây luôn. Bạn sẽ copy toàn bộ cái thông tin sản phẩm này. Thông tin sản phẩm này. Các bạn bỏ vô để cho AI học. Trong trường hợp các bạn không có nhiều thông tin sản phẩm, các bạn chỉ có cái thông tin đặc điểm của sản phẩm thôi. Ví dụ như thông tin chi tiết về sản phẩm thôi. Thì các bạn sẽ copy cái thông tin chi tiết của sản phẩm này các bạn bỏ vô. Thì những cái thông tin nào mà của sản phẩm mà các bạn có và những cái sản phẩm khác không có thì các bạn cần phải bỏ vô để AI biết sử dụng cái dữ liệu này làm dữ liệu nguồn. Còn những cái thông tin nào mà các bạn cảm thấy rằng đó là những thông tin chung chung thì các bạn không cần phải thêm vào. Ví dụ như mình sẽ bỏ hết cái thông tin này vào. Các bạn cứ bỏ vào không cần phải theo cái định dạng gì hết ha. Bỏ hết thông tin này vào thì AI sẽ học những cái thông tin này để bỏ vào cái bài viết của bạn, làm cho cái bài viết của bạn chính xác hơn. Các bạn nhớ phải bỏ thông tin sản phẩm vào thì AI mới lấy đúng cái thông tin sản phẩm và viết bài ha. Trong trường hợp các bạn không bỏ thì nó sẽ search, nó sẽ tìm thông tin nhưng mà trên mạng chưa chắc là đúng với thông tin sản phẩm bạn đang có, vì thế thông tin có thể bị sai. Trong trường hợp bạn có ít thông tin thì các bạn chỉ cần cung cấp chính xác những cái thông tin đặc tính của sản phẩm, ví dụ như thương hiệu, chất liệu, giá, vân vân. Các bạn bỏ vào. À, nãy mình thiếu cái giá, mình sẽ bỏ vô cái giá. Rồi. Như giá mình bán thì mình sẽ bỏ vô ha. Rồi. Sau đó mình bấm nút Next. Ở cái bước Semantic Keyword thì mình sẽ chọn bỏ qua ha. Sau đó mình sẽ chọn cái model. Thì ở đây có rất là nhiều model. Thì đối với một bài viết bình thường thì mình refer là các bạn cứ chọn model GPT mới.
nó sẽ viết tốc độ rất là tốt, phù hợp với các bạn viết bài bình thường. Thì với cái GPT 3.5 mới này, mỗi lần viết chỉ tốn một post thôi. Trong trường hợp các bạn muốn viết tốt hơn thì các bạn có thể chọn phiên bản GPT Plus là GPT 4 hoặc là Claude để nó viết tốt hơn. Nhưng mà bình thường thì mình thấy là chỉ cần sử dụng cái GPT 3.5 là có thể viết được ok rồi. Sau đó thì mình sẽ bấm nút là viết ha. Rồi. Thì các bạn thấy cái dàn ấy hồi nãy mình đưa cho các bạn ha, thì nó sẽ bắt đầu viết theo đúng cái dàn ấy mà chúng ta cung cấp lúc nãy ha. Đó. Đây là những cái thông tin nó bổ sung thôi. Các bạn thấy cái bài viết này không có cái phần công dụng ha. Thấy là nó bổ sung thêm thông thông tin vô. Đây. Đây là cái thông tin sản phẩm. Các bạn thấy thông tin sản phẩm này. Nó giống với cái thông tin sản phẩm mà mình copy mình bỏ vô. Đây. Thì cái này rất là quan trọng ha, tại vì nếu các bạn không để cái thông tin sản phẩm á thì nó sẽ search trên mạng và nó sẽ bỏ vô, thì có thể là nó không có giống với sản phẩm của các bạn đâu. Nên khi các bạn viết bài mà giới thiệu về sản phẩm, các bạn bắt buộc phải sử dụng cái thông tin cái sản phẩm đúng của bạn thì cái bài viết nó mới đúng. Còn nếu không, AI nó sẽ search và cái thông tin trên mạng thì chưa chắc là đúng với cái thông tin sản phẩm mà bạn đang có. Nên chỗ này các bạn cực kỳ lưu ý ha. Tiếp tục là những cái ưu điểm của sản phẩm, thì lúc nãy các bạn nhớ mình có copy cái phần đặc điểm nổi bật đó, thì nó sẽ bỏ vô trong cái phần phần này cho các bạn ha. Đó. Rồi. Thì đây là một cái bài viết hoàn chỉnh về một cái sản phẩm được sự ChatGPT viết lại cho các bạn dựa trên những cái thông tin cơ bản của các bạn cung cấp về sản phẩm đó. Và hy vọng là qua cái clip này thì các bạn đã hiểu cái cách sử dụng ChatGPT để viết một cái bài viết về sản phẩm. Thì trước khi mà kết thúc á, thì chúng ta sẽ có thể bấm tiếp tục để hoàn chỉnh cái bài viết này bằng việc là tìm thêm hình ảnh về sản phẩm. Trước chúng ta có thể tìm hình ảnh sản phẩm để chúng ta bỏ bài viết vào bài viết, hoặc chúng ta có thể tìm video để bỏ vào bài viết ha. Rồi. Và đây là cái bài viết hoàn chỉnh về cái sản phẩm của các bạn ha. Đó. Rồi. Thì nếu các bạn muốn hiệu chỉnh thêm một cái thông tin nào đó, hoặc các bạn muốn làm cho cái bài viết nó rõ ràng hơn. Ví dụ đây cũng là cái bài đó nha, các bạn muốn là nó rõ ràng hơn bằng cái việc là chúng ta thêm cái mục là cái ưu điểm khi mà mua sản phẩm. Hồi nãy mình không cho vô ha. Ví dụ ưu điểm để mua sản phẩm thì các bạn có thể copy, các bạn bỏ vô trong cái editor. Rồi. Trong trường hợp các bạn copy vô và các bạn muốn rằng cái nội dung này nó unique, nó không có cảm giác là copy, nó không bị duplicate, thì các bạn có thể chọn cái phần là rewrite đây. Các bạn chọn ví dụ rewrite, ví dụ như làm cho nó dài hơn. Thì nó sẽ rewrite lại cái nội dung này. Đó, mà nó không có duplicate với cái nội dung gốc mà các bạn copy. Các bạn copy từ, có thể copy từ một cái trang nào đó, hoặc là copy từ website cũ của bạn, từ cái bài viết cũ của bạn, các bạn bỏ vô thì cái nội dung nó sẽ khác biệt, không có bị trùng lặp so với bài gốc ha. Thì đó là cách các bạn sử dụng ha. Rồi cuối cùng là đối với bài viết thì các bạn tiến hành kiểm tra lại điểm về SEO, những cái thông tin về hình ảnh sản phẩm, thông tin về video sản phẩm trước khi mà các bạn bấm đăng bài lên cái website của các bạn ha. Thì hy vọng là qua cái clip này các bạn đã nắm được cái cách để sử dụng Akatobi để viết giới thiệu về một cái sản phẩm trên website của các bạn. Cái bài viết này các bạn có thể sử dụng nó trên các website vệ tinh hoặc trên website chính của các bạn, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng nó để làm SEO, để làm các cái thông tin bán hàng cũng được ha. Hy vọng là qua cái hướng dẫn này thì các bạn đã nắm được cách viết và yêu cầu nắm được cách sử dụng AI để viết cái nội dung giới thiệu về sản phẩm. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip hướng dẫn khác.